lần tính của ta hôm nay đấy là ta mở rộng số tự nhiên nhá, ta mở rộng mà. Mở rộng số tự nhiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi xong. Ba chữ số cuối cùng từ phải qua trái nhé, là lớp đơn vị, đúng không? Đây là lớp đơn vị này. Nhưng lớp đơn vị thì sao? Thì chúng ta chú ý cho thầy là chúng ta không đọc nhé. Không đọc. Ba chữ số tiếp theo là 4, ba chữ số này nó thuộc cái lớp gì đây? Lớp nghìn. Đấy. Thế thì sau khi mà tín mình viết vào đây, đây chính là lớp nghìn. Và trên lớp nghìn thì ta gọi nó là lớp gì? Ba chữ số này là lớp gì? À lớp. Đấy. 123 triệu. Đúng không? 400 1 2 3 4 5 6 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Đấy. Bước đầu tiên là chúng ta đi phân lớp. Đấy, ba chữ số cuối nó thuộc lớp đơn vị. Vị. Và cái lớp này ấy, là lớp không đọc nhá. Nhớ là chúng ta không đọc cái lớp này. Lớp thứ hai gồm ba chữ số. Đây. 654 đây này. Đây là lớp gì đây? Lớp nghìn. Lớp nghìn. Đấy. Ba chữ số tiếp theo. Ba chữ số tiếp theo là 97 nó không thể in lớp triệu. Lớp triệu. Tiếp theo là gì? Ba chữ số tiếp theo là 678 là gọi là lớp tỷ. Đấy, lớp tỷ nhá. Ba cái chữ số này thuộc lớp tỷ rồi. Vậy thì tiếp theo là gì? Nó sẽ là nghìn tỷ chứ không phải chục tỷ. Cái lớp này ta gọi là lớp nghìn tỷ nhá. 3 4 5 này. Lớp nghìn tỷ. Nghìn tỷ. À tí nữa thầy sẽ nói. Tại còn chữ số 6 là ở hàng trăm tỷ. Thế thì đây nó chính là ở hàng gì? Ở hàng nghìn tỷ. Thế thì nó thuộc một cái lớp. Lớp này chắc là cũng ít dùng đến, ta gọi là lớp triệu tỷ. Lớp triệu tỷ. Ví dụ thầy nói thì hàng như đây là 3 4 5. Đây, đây là lớp lớp triệu tỷ, nó từ 3 1 2 này. Bây giờ có thêm cái 4 5 nữa thì mình gọi là lớp gì đây? Lớp tỷ tỷ ạ. Đúng rồi, chính xác, lớp tỷ tỷ. Nhớ nhá. Đấy, lớp tỷ tỷ. 54 tỷ tỷ. 312 triệu tỷ. 345 nghìn tỷ. 678 tỷ. Thế nào? 987 triệu 654.000 321. Không đọc nhá, không đọc đây. Bằng này 500 517 lớp nghìn. Mình sẽ nối thêm tên lớp nghìn vào. 517.211. Đấy. 950. Đây là dân số Việt Nam. Việt Nam 96.208.981 đơn vị. Chính xác. Người là nam. Bạn nào đọc được cho thầy? Bạn Lê Hải Nam nào? Đứng tên nam luôn. 47.881.981 đơn vị. Đây là lớp nghìn. Và cuối cùng là 48, đây là lớp triệu. Bạn đọc là 48.327.923. Chính xác. Ô thế các con có nhận thấy cái điều gì không? Nam và nữ thế nào đây? À các con nam nhiều hơn. Nam nhiều hơn à? Nữ nhiều hơn nam. Nhá, nữ đang nhiều hơn nam. Ừ. Đấy, cái đây chính là sự mất cân đối dân số của Việt Nam. Đấy, các con chính là những thế hệ mà các con sẽ phải lấy lại cái cân đối đó nhá. À, con số chỉ dân số của thế giới. Nào, các con hãy đọc nào. Phân thành thành lớp đã. 234 là lớp đơn vị. Đây là lớp nghìn, đúng không? Tiếp theo là đây là lớp triệu và cuối cùng là lớp tỷ. Đấy, đây thầy đẩy dấu chấm vào đây. Rồi bây giờ con đọc chính xác được không? Đây là 7.804.856.231. Đây là số người của dân của Trung Quốc. Số của Trung Quốc là bao nhiêu? 1.439.000
388 tuổi thọ của trái đất. Nó là bằng mày 4 tỷ 540 triệu. Bạn Minh Khôi 4 tỷ 540 triệu 001 triệu là các cái hàng hàng. Hãy chú ý nhá, mỗi số nó có một gì, có ba hàng tạo thành một lớp. Ở đây đang gọi là ba cái chữ số ở lớp đơn vị nó sẽ tạo thành, tức là nó có tên là gì, hàng đơn vị. Tám là hàng gì đây, hàng chục đúng không, hàng chục. Chín là hàng gì, hàng trăm. Thì đây là ba cái hàng thuộc lớp đơn vị. Thế ba cái hàng thuộc lớp nghìn, tám là gì con, hàng nghìn. Chữ số 8 là hàng nghìn. Chữ số 0 là gì đây, hàng chục nghìn, hoặc là còn được gọi là hàng vạn cũng được. Hàng thường gọi là hàng chục nghìn đấy, đôi khi gọi là chục là vạn. Chữ số 2 là hàng gì, hàng trăm nghìn, hàng chục vạn. Rồi thế còn 96 là thuộc lớp triệu. Thế thì chữ số 6 được gọi là lớp gì đây, hàng gì, hàng triệu. Còn chữ số 9 là hàng chục triệu. Đúng rồi, chục triệu đấy, chục triệu. Nếu như có thêm một cái số ở phía trước chẳng hạn là chữ số 1, thì chữ số 1 đây nó thuộc hàng gì, hàng trăm triệu. Bởi vì nó thuộc lớp triệu và nó ở vị trí hàng trăm của lớp triệu. Bây giờ thầy giả sử như có thêm 2-3 chữ số nữa, 3-4-5 ở đây đi, ví dụ thế, 3-4-5 ở phía trước nhé. Thế thì cái chữ số 5 ở hàng gì đây, hàng tỷ. Chữ số 4 là hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng chục tỷ. Và 3 là hàng trăm tỷ. Chính xác. Khi hỏi chữ số hàng trăm nghìn là bao nhiêu thì ta phải tìm nó ở hàng gì, ở lớp gì, ở lớp nghìn, đúng không? Lớp nghìn đây, lớp đơn vị đây, lớp nghìn đây. Và nó ở vị trí ha, đứng ở vị trí này, chữ số trăm của lớp nghìn, đó chính là chữ số 2. Đấy, hàng trăm nghìn của một chữ số giá trị. Giá trị trong tiếng Anh của một chữ số. Thế thì con hình dung cái này, chẳng hạn như là số 5550875 chẳng hạn, nó có tới 1, 2, 3, 4 chữ số 5. Nhưng khi nó đứng ở các vị trí khác nhau như thế này thì giá trị của mỗi chữ số cũng khác nhau. Ví dụ chữ số 5 này nó có giá trị bằng mấy nào? Chữ số 5 này ở hàng đơn vị nên nó chỉ có giá trị bằng 5 thôi, đúng không? Chỉ có giá trị bằng 5 thôi. Bây giờ chữ số này thì nó có giá trị bằng bao nhiêu? Có định giá trị của nó thì cách đơn giản nhất là chúng ta thay tất cả các chữ số sau nó bằng 0. Đấy, 5 này. Chúng ta thay tất cả những số này, ta có 4 chữ số 0 ở phía sau. Đấy, và chúng ta được giá trị của chữ số 5 ở vị trí này, đúng không? Và nó chính là 50.000. Còn cách thứ hai là chúng ta xác định xem chữ số này nó thuộc hàng gì. Đấy, ở đây là hàng chục nghìn, cho nên nó là 50.000, đúng không? Chữ số 5 ở hàng này thì sao? Là giá trị của nó là 500.000. Đấy, 500.000. Còn chữ số 5 ở hàng đầu tiên nó là 5 triệu. Đấy, 5 triệu thì đấy là giá trị của nó. Thế thì cái chữ số 5 này nó lớn hơn chữ số 5 này không hả các con? Đứng ở chỗ này nó lớn gấp 10 lần, nó đứng ở trước đó. Nhớ nhá, 5 triệu so với 500.000 lớn gấp 10 lần. Và muốn xác định giá trị của cả cái chữ này, chúng ta cộng hết cái này lại với nhau, đúng không? Cộng hết cái này lại với nhau thì ta sẽ được đúng cái số này. Đấy, à, cái số này nó bằng 5 triệu cộng 500.000 cộng 50.000 cộng 800 cộng 70 cộng 5. Thì ta gọi là phân tích cấu tạo số. Thì giả sử như thế này, chúng ta có 3 cái số, cái số có 3 cái số là ABC. Thì thông thường ấy, thì các con có thể phân tích nó theo nhiều cách. Cách đầu tiên là xác định A ở đây là đứng ở hàng trăm, tức là A trăm. Đấy. Chúng ta có thể viết nó là A trăm. Đấy, gạch ở trên là gì? Gạch ở trên tức là nó là có số, có 3 chữ số. A là hàng trăm, còn hàng chục và đơn vị là bằng 0. Ví dụ như là 300 chẳng hạn, thì ta gạch ở trên một cái nhá. Đấy. Rồi cộng với gì? B chục hay là B10, B0 và cộng với C. Đấy. Đây là cách đầu tiên, ta gọi là phân tích số thành ba cái tổng của ba cái số này. Đấy. Cách thứ hai là chúng ta có thể phân tích là A00 cộng với BC, có được không? Được. Nếu ta lấy A00 cộng với BC nó cũng đúng bằng ABC. Đấy. Rồi chúng ta có thể phân tích nó là AB0 gạch trên cộng với C. Đấy, đây là một cách. Nhưng mà một cách nữa là chúng ta có thể phân tích tiếp A00 thành là 100 nhân A, A100 mà, thì bằng 100 nhân A hay là A nhân 100 cũng được. Còn B0 thì ta có thể viết nó thành là B nhân 10. Đấy, hoặc là 10 nhân B cũng được. Cộng C, đây là cộng nữa. Đấy, như vậy ta có, ta tách tiếp.
tách tiếp cái này nó thành cái này. Thì tất cả các phương án này đều được gọi là phân tích cấu tạo số.